Yeah, hôm nay May lại có mặt tại Fairhope, một trong những địa điểm tổ chức Mardi Gras cũng khá là lớn tại Alabama. Tất cả mọi người đều đi xuống ngã rẽ này. Thật sự đang rất là đông. Hôm nay mình đến sớm, trước một tiếng mà ở khu này họ rất là đông. Tất cả mọi người đều rẽ chân vào mừng ngã rẽ. Đây là nơi chuẩn bị những floats, những cái thuyền để đi. Kelly đâu rồi? I like you see the Kelly. Where am I going? You see her? Đây là trung tâm của Fairhope. Ồ, con nhìn thấy Kelly chưa? Không biết Kelly tìm với mọi người chưa? Con thử gọi Kelly con nào. Thử gọi chị con. Cùng mình đi dạo một vòng xem Fairhope thế nào nha. Yeah, Fairhope is really nice. Ở đây cũng khá đông này. Make sure you don't stay. Make sure this. You don't. Your head don't pass this. Okay. You see my head passing. No. Touch this. Just always touch this. Sao nhìn thấy chị Kelly không nha? À, Kelly kia rồi, Kelly kia. Hey. Hi Kelly. Happy birthday Kelly. Happy birthday. Happy birthday. I saw Paul. Yeah. Bắt đầu.
mọi người đang hò hết. Hi, Miss Carlton.
Một cơn mưa kìa. Một cơn mưa kìa. Oh!